Nè, hôm nay mình mới mua được con siêu cọp này. Spendium 2010 nha. Rồi cầm. Nó là nổ máy. Máy nổ đã. Bum 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 bum. Mixer, nó siêu đẹp. Mixer thổi nóng nha. Nó chạy nó cái vỏ thì đợi người dở nó mới mấy ngàn cây banh vỏ sao tự nó nổ vỏ sao thôi, giờ trước nó còn nguyên, trước nó còn nguyên mà nó còn đẹp luôn, quá wow. Sáng rực luôn, cắm sáng rực luôn nè, vỏ trước đắt 2010 còn luôn nè, gai nó còn đẹp. Cái xe này nó có cái vỏ trước mà không biết cái riêng alo thôi, nhưng mà không biết nó bẩn đó, bẩn nó còn đẹp, cho nó nổ máy chút xíu.